Thưa quý vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt trên một cái mảnh đất, quý vị thấy rất là rộng, khoảng 1.3 hecta, tức là thưa quý vị lên đến gần khoảng 60.000 square feet. Miếng đất này thì chúng tôi được biết là thầy Thích Huyền Châu cùng với Viện Bồ Đề Phật Quốc và Trường Đại học Sakya Buddha vừa mới mua được. Và trong ngày hôm nay thì như quý vị thấy đó là quý thầy cùng với hàng trăm tăng ni Phật tử đang thực hiện một cái nghi lễ nhận cái miếng đất này, gọi là lễ tuần chiểu. Mọi người sẽ đi xung quanh miếng đất này 3 vòng niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và thưa quý vị, như quý vị thấy đó thì cái công trình này đó, thì cái chuyện đầu tiên mà khi mà nhận công trình này thì quý thầy ở đây là phải dọn dẹp, vì đây là cái nhà, những cái nhà này là những cái nhà cũ, thành thử ra là khi mà xây dựng cái ký túc xá ở đây đó thì bắt buộc là quý thầy phải dọn dẹp và có thể đập phá hết những cái công trình lớn như thế này thì mới có thể có đủ đất để mà xây dựng những cái công trình để phục vụ cho ký túc xá của Đại học Sakya Buddha. Hôm nay chúng ta theo truyền thống của Phật giáo, khi có một mảnh đất dài lam, mảnh đất thuộc tài sản của Tam Bảo trong mười phương, luật căn nhà quy định chúng ta phải làm cái phép trình tên, đó là công bố chú số này tại số 7782 đường Trác Avenue, thành phố Westminster, chip code là 92683. Từ đây về sau sẽ là mảnh đất của thường trụ Tam Bảo và nó sẽ được phục vụ vào mục đích hương thịnh ba ngôi báu ở thế gian này. Mảnh đất này không có nằm ở trong phương diện thời xứ, đại xứ theo luật thì theo, thì mảnh đất này hợp pháp để cho chúng ta làm phương tiện hoàn dương chánh pháp Như Lai, và chúng ta từ đây sẽ gọi danh xưng của mảnh đất này. Thưa quý vị, đây là thầy Thích Huyền Châu. Thưa thầy, cho biết cái nghi lễ ngày hôm nay là như thế nào mà chúng con thấy rằng là quý thầy cũng như là hàng trăm tăng ni Phật tử có mặt trên cái miếng đất này, thưa thầy. Dạ, kính thưa quý vị, đây là lễ tuần chiếu. Đây là một lễ truyền thống, nó mang tính văn hóa Phật giáo. Nó biến thể từ một cái nền tảng luật tạng, đó là Đức Thế Tôn có dạy khi một mảnh đất nó thuộc về trú xứ của Tam Bảo, của Phật, của Pháp, của Tăng, chứ không của riêng ai, thì lúc bây giờ phải thiết lập một cái lễ để mà công bố rằng mảnh đất đó, ngôi già lam đó là của Tam Bảo, và sau này người cùng sống cũng như là những đời sau sẽ tiếp tục với cái lý tưởng, với cái chí nguyện đó. Cho nên chúng ta làm một cái lễ tuần chiếu trong sáng hôm nay, đó là lễ đi vòng tròn xung quanh mảnh đất. Chúng ta vừa đi vừa niệm hồng danh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để chúng ta sẽ cầu nguyện sự gia trì mầu nhiệm của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Thần ở khắp mười phương giúp cho nơi đây và tất cả những người sau này sẽ được hướng được cái điều thánh thiện. Và đặc biệt là trên mảnh đất này, thưa các vị, chúng tôi đã nói đó là cái đầu của con rồng ở tại thành phố Westminster này. Và đây chính là một cái địa linh cực kỳ là mầu nhiệm, và chúng tôi rất là may mắn được tiếp quản cái mảnh đất này để chúng tôi sẽ làm một cái việc cực kỳ lợi ích cho cộng đồng sau này. Dạ, mô Phật. Thầy, thế thì cái công trình dự định sẽ xây dựng ở trên mảnh đất này là như thế nào, và cái giai đoạn hiện giờ như chúng con thấy là vẫn còn
rất là hoang sơ, rất là nhiều việc phải làm đó thưa thầy. Dạ, kính thưa quý vị, dự án của chúng tôi sẽ xây dựng chương trình này, nơi đây gồm có 20 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà như vậy diện tích độ chừng khoảng 3.000 square feet và chúng tôi xây 3 tầng, nó không cao hơn 34 feet, tức là theo luật của thành phố và tất nhiên với một cái mảnh đất và chúng tôi phải xin phép trải qua những công đoạn khác nhau. Nhưng tất cả những dự án này, tiến trình này đã có từ trước đây và bây giờ đây chúng tôi chỉ là người nộp vô và chuẩn bị thực hiện nó mà thôi. Và chúng tôi cũng chưa biết rằng là nó sẽ như thế nào, bởi vì để đầu tư vô xây dựng cái chương trình này, chúng tôi nghĩ rằng nó ít nhất cần độ chừng 15 tới 16 triệu đô la thì nó mới ra được một công trình như vậy. Và hiện tại quỹ của chúng tôi thực sự rất là cạn kiệt, đó là chúng tôi bàn tay trắng linh tính mà để mà xây dựng một cái trường đại học, đó chỉ là một cái sự mạo muội mà thôi, mạo gan mà thôi, chứ không có dễ dàng chút nào. Và sắp tới tất nhiên chúng tôi sẽ kêu gọi sự yểm trợ tài chính với nhiều cái cách khác nhau. Hoặc giả là chúng tôi cho bán trước một cái dự án, chẳng hạn như chúng tôi sẽ bán trước một cái ngôi nhà với trị giá sau khi xây xong là 1.800.000 đô la, thì chúng tôi có thể lấy rẻ độ chừng 1.200.000 hoặc là 1.300.000 chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta hãy góp vốn và chúng ta cùng nhau làm. Và cuối cùng chúng tôi có thể là có được khoảng 10 căn để chúng tôi phục vụ cho tất cả sinh viên, cho tất cả các trường, mỗi người đi học hành ở tại Đại học Sakya. Bởi chương trình chúng ta là một chương trình thiện nguyện, cho nên chúng tôi không ngại mà nói rõ cái điều này cho đại chúng. Và bên cạnh đó thì nhân dân đưa đẩy cũng tăng quyền cho tú sứ chư tăng riêng biệt không có, thành ra nó lại trở riêng để chúng ta có được một tăng quyền ở tại đường Stanford số 9681. Và như vậy chúng ta hiểu rằng bắt đầu từ nơi đây mà chúng ta đi một vòng trong thời gian 5 năm, từ nơi đây chúng ta đi một vòng nó ra đi viện, rồi nó ra cái Minimo Santana, rồi nó ra tăng viện, và bây giờ chúng ta trở về đây là đúng một vòng tròn. Và chúng tôi đang làm mọi thứ như các vị thấy đó, chẳng hạn như các người mà các vị dọn dẹp đây này, chúng ta nghĩ xem là chưa từng thấy mua một cái mảnh đất ở tại thành phố Westminster mà chúng ta phải bỏ ra 85.000 để mà dọn cây cối á, dọn sơ sơ thôi chưa dọn hết ấy. Nó khủng khiếp như vậy thưa quý vị. Dạ. Cái mảnh đất này, cái chu vi, cái diện tích nó lớn là như thế nào thưa thầy? Và dạ, cái những cái công trình xây dựng thì các địa phương này đã cho phép xây dựng những cái công trình nào thưa thầy? Dạ, hiện tại thì công trình này chưa có. Tại chúng tôi mới có lấy được nó hơn một tuần thôi, cho nên những cái công trình này chúng tôi chưa có làm việc một cách giấy tờ cụ thể, nhưng mà chúng tôi làm tất cả những gì mà thành phố cho phép, và trong cái dự án thì chúng tôi dự án như vậy và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những cái code nào đó để cho thành phố thấy an toàn và người ta chấp nhận để mình tiếp tục mình xây dựng. Tại vì không nên, chúng tôi không nghĩ rằng là một cái mảnh đất nó quan trọng và nó hiếm như thế này mà để cho nó lãng phí thì cũng không nên. Cho nên tất cả nó đem đến cái lợi ích và nó tạo ra một cái mỹ quan mới, nó tạo ra một cái khu sinh hoạt với cái sắc thái văn hóa, giáo dục và những trí tuệ hiện đại để chúng tôi sẽ cống hiến cho cộng đồng một cái hướng như vậy. Thì bây giờ chúng tôi chưa có gì hết, nhưng mà tất nhiên là chúng tôi đang làm và đang làm rất là ráo riết thưa quý vị. Thưa thầy, sẵn dịp đây thầy nhắc luôn lại về cái công trình Đại học Sakya Buddha, vì đây cũng là mà một cái ký túc xá trực thuộc cái Đại học Sakya Buddha đó thưa thầy. Dạ, kính thưa quý vị, Đại học Sakya Buddha hiện tại đã nộp đơn vào ở trong sở dục của liên bang, và do vậy mà họ đang review, họ đang xem xét tất cả mọi thứ. Và chúng ta hiểu rằng là một cái chương trình đại học nó trải qua những cái tiến trình hồ sơ rất là vất vả và phức tạp, và hiện tại chúng tôi đã đi được cái bước đầu tiên và họ đã chính thức nhận hồ sơ của chúng tôi rồi. Và hiện tại chúng ta cũng đã đang đào tạo và chuẩn bị tốt nghiệp một cái khóa master triết học Phật giáo đầu tiên của người Việt tại Hoa Kỳ, và trình độ chúng ta là trình độ thạc sĩ đó. Và tất nhiên chúng tôi có nhiều cái hạng mục khác nhau, chẳng hạn như là một cái trú xứ của chư ni, một trú xứ của chư tăng, và đây là trú xứ của cư sĩ, nó mang tính là cái ký túc xá. Và chúng ta sẽ xây dựng một cái quần thể, một cái quần thể với nhiều cái hạng mục của một chương trình đại học, và nó còn rất nhiều thứ, nhưng mà ngang đây thì chúng ta đã đi được những cái bước đi rất là vượt trội rồi thưa quý vị.